Kính thưa quý vị, tin từ Berlin, trong diễn đàn thảo luận chương trình các vấn đề lãnh đạo, kinh doanh và chính trị do Diễn đàn Ngân hàng Thế giới Đức và cơ sở Bertelsmann tổ chức, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng cộng tác trong các chiến lược phát triển sẽ không thành công nếu những mệnh lệnh từ bên trên chỉ huy hay chỉ muốn tuyên truyền. Sự phát triển kinh tế có thể chịu đựng được là phải đem lại lợi ích cho mọi người, không phải chỉ cho vài người. Thủ tướng Merkel đã tới diễn đàn với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Jong Kim và Bộ trưởng Phát triển Doug Neubel. Theo những người tổ chức, diễn đàn có khoảng 100 nhân vật chính trị và kinh doanh cao cấp tham dự. Thủ tướng Merkel nói với thính giả rằng thay đổi khí hậu không có biên giới, hạn hán ngập lụt tạo hậu quả rất lớn đối với nền kinh tế và thay đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng ở Phi Châu. Nước Đức đã diễn ra hai trận lụt thế kỷ trong vòng thời gian một thập niên. Ông Kim nói rằng Ngân hàng Thế giới đang gia tăng các biện pháp giúp cho các nước đang phát triển.